các cầu thủ Arsenal đang tổ chức tấn công vào... Một cầu thủ áo đỏ đã ngã trong vòng cấm. Penalty cho pháo thủ. Vâng, đó là những câu nói của bình luận viên mà chắc hẳn không một Gunner nào có thể quên được khi theo dõi đội bóng mình yêu thi đấu vào tối qua. Arsenal đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công đầy tốc độ và máu lửa trong chiến thắng hủy diệt 4 sao trước đội bóng đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng Bournemouth tại vòng 7 Premier League mùa giải 2023-2024. 3 điểm có được giúp thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta leo lên vị trí thứ 3, kém các nhà đương kim vô địch Manchester City 1 điểm và bằng điểm, bằng luôn cả hiệu số với đại kình địch cùng thành phố Tottenham. Tuy nhiên, thua kém gà trống số bàn thắng ghi được. Chứng kiến Arsenal thêu hoa dệt gấm, phô diễn phong độ đáng sợ như thế này, liệu những đối thủ sắp tới, đặc biệt là Man City, có cảm thấy sợ hay không? Hãy cùng yêu bóng đá Namco giải đáp thắc mắc này trong video sau đây. Nhưng trước đó, hãy để lại một like, một subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những nội dung hấp dẫn từ kênh. Ngoài ra, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay namco.com, cực kỳ xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cầu giáo. Còn bây giờ, nội dung xin được phép bắt đầu. Hành quân tới sân Dean Court, huấn luyện viên Mikel Arteta sử dụng một đội hình 4-3-3 quen thuộc, ngoại trừ một sự thay đổi ở vị trí Fabio Vieira bằng Kai Havertz. Đội khách chủ động nhập cuộc và nắm thế kiểm soát. Arsenal áp đảo trong hiệp 1 khi kiểm soát bóng 62%, dứt điểm 6 lần với 3 cú trúng đích, so với 5 và 1 của Bournemouth. Phút thứ 17, trong một tình huống đội trưởng Martin Odegaard treo bóng về cột xa để Gabriel Jesus đánh đầu truyền ngang vào trong, bóng chạm cột dọc vô tình hướng đến vị trí của Bukayo Saka. Khi thủ thành Neto đã lỡ trớn, tiền vệ người Anh dễ dàng đánh đầu vào lưới trống trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, sững sờ của hàng thủ đội nhà. Thế trận lấn lướt tiếp tục được pháo thủ thành London duy trì ở quãng thời gian sau đó. Và ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, Odegaard chuyển hóa thành công trên chấm phạt đền nhân đôi cách biệt cho Arsenal. Thủ lĩnh sinh năm 98 kết thúc một ngày thi đấu hoàn hảo bằng đường truyền từ pha đá phạt để Ben White đánh đầu về góc cao, ấn định tỷ số chung cuộc 4-0 vào phút bù giờ thứ 3. Huấn luyện viên Mikel Arteta không giấu được niềm vui sau trận. Ông nói rằng, tôi thực sự rất hạnh phúc vì chiến thắng này, nhưng tôi thậm chí còn hạnh phúc hơn rất nhiều khi trở thành một phần của đội bóng, được chứng kiến phẩm chất của những con người xuất sắc, những điều mà các cầu thủ đã thể hiện ngày hôm nay khi tôi hoàn toàn còn không nói với họ điều gì. Mùa này không chỉ trận đấu trên sân Vitality, trước đó tại Champions League, chú Tư cũng đã có chiến thắng cách biệt 4 bàn trước á quân của giải vô địch quốc gia Hà Lan PSV Eindhoven. Arsenal không chỉ tấn công hay mà phòng thủ cũng rất chắc chắn, họ chơi tốt khi có bóng lẫn không có bóng. Tương tự Partey, trong những vòng đầu tiên, Zinchenko cũng có xu hướng bó vào trung lộ để hình thành thế chơi hơn người, tạo thế tấn công áp đặt so với tuyến giữa của đối thủ, 4-3. Tổng tư lệnh người Ukraine kết hợp cùng đội trưởng Odegaard chính là sợi dây liên kết hàng thủ và hàng tiền vệ của pháo thủ trở thành một khối gắn liền. Bóng gần như chỉ lan từ 2/3 khu vực trên sân, tính từ giữa sân tới cầu môn của The Cherries. Khi cần thu hồi bóng, Arsenal có Declan Rice. Khi Arsenal rơi vào thế bị phản công, đã có Declan Rice. Cầu thủ sở hữu mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử đội chủ sân Emirates, 105 triệu bảng. Declan Rice liên tục có những pha đánh chặn cũng như chống phản công đầy hiệu quả. Và nếu Rice có bị vượt qua, thì sau lưng tiền vệ người Anh, các cầu thủ Bournemouth cũng sẽ phải tìm cách để vượt qua hòn đá tảng mang tên William Saliba. Dù chỉ mới 22 tuổi thôi, nhưng trung vệ người Pháp thi đấu với phong cách rất chững chạc và thực hiện tốt vai trò chỉ huy hàng phòng ngự. Theo SofaScore, Martin Odegaard được chấm điểm cao nhất trận đấu với 9,1 điểm. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid đã có cho mình một bàn thắng, một kiến tạo và 3 kỳ pass. Cả 4 bàn thắng đều có dấu ấn của chàng trai sinh năm 98. Nhìn vào Odegaard, chắc hẳn ít nhiều Gunners sẽ nhớ lại đến hình bóng của cựu thủ quân Cesc Fabregas năm nào. Odegaard trở thành một mắt xích gần như không thể thay thế trong chiến thuật của huấn luyện viên Arteta. Cầu thủ người Na Uy đảm đương rất nhiều các nhiệm vụ như kéo bóng từ dưới lên, trở thành điểm trung chuyển, trái tim nơi tuyến giữa, liên kết 3 tuyến của The Gunners và thậm chí sẵn sàng chơi bùng nổ, gây đột phá cao ở đầu ra. Đường truyền kiến tạo gián tiếp dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Bukayo Saka có lẽ đã đủ để chứng minh phẩm chất về nhãn quan sắc sảo và kỹ năng truyền trọt tinh tế của Martin Odegaard. Cự ly đội hình của Arsenal cũng rất hợp lý, khi cần thì có thể tổ chức gây áp lực tầm xa và khi cần thì có thể lui về phòng ngự. Khối mid block mà các cầu thủ áo đỏ tạo ra cũng rất kiên cố vững chắc. Việc chấp nhận từ bỏ vị trí số 10 quen thuộc để dành cho Kai Havertz và lui về đá thấp hơn với vai trò số 8, Odegaard đã giúp Havertz di chuyển tự do và chỉ còn hai nhiệm vụ, đó chính là kết nối hàng tiền vệ với hàng tấn công, đồng thời xâm nhập vòng cấm để tạo ra nhiều cơ hội và khoảng trống hơn cho bản thân và những người đồng đội.
cả hai nhiệm vụ đều đã được Kai Havertz hoàn thành tốt và có sự tiến bộ rõ rệt ở trận đấu vừa qua. Đáng chú ý, bản hợp đồng đắt giá 65 triệu bảng cũng đã có cho mình một bàn thắng đầu tiên cho màu áo mới. Phút 51, Martin Odegaard bị tiền vệ Ryan Christie đốn ngã trong vòng cấm. Thay vì tự mình thực hiện quả phạt đền như mọi lần, thủ quân người Na Uy nhường lại cơ hội thực hiện cho Havertz. Trên chấm phạt đền, không phụ lòng người đội trưởng, cựu sao Chelsea sút về góc trái, ngược hướng phán đoán của Neto, đánh dấu pha lập công đầu tiên sau 10 trận khoác áo Arsenal. Gần như toàn bộ đội hình pháo thủ đã đến chia vui cùng Havertz. Tiền vệ 24 tuổi được tất cả kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực và thi đấu bùng nổ trong giai đoạn khốc liệt phía trước sau khi đã mở tài khoản ở đội bóng mới. Mùa hè này, Havertz cập bến Arsenal và hưởng lương cao bậc nhất đội với 265.000 đô la Mỹ trên một tuần. Nhiều chuyên gia và cựu cầu thủ đặt câu hỏi về khả năng thành công của cầu thủ 24 tuổi tại sân Emirates. Gần như trong mọi buổi họp báo, Arteta đều phải bảo vệ cho rằng học trò thi đấu tốt, nhưng thiếu may mắn ở khâu dứt điểm và thậm chí so sánh việc Havertz khởi đầu khó khăn cho mùa áo mới với lúc ông bắt đầu tán tỉnh người vợ Lorena Beno. Cuối cùng, niềm vui của Arteta cũng được đền đáp. Ông thầy người Tây Ban Nha sau trận đấu cũng không quên nhắc về cậu học trò mà mình đã dốc lòng bảo vệ, thể hiện sự đồng cảm đó đối với một cầu thủ đang gặp khó khăn. Nó có thể giúp anh ấy vượt qua mọi thứ. Hãy nhìn Usain Bolt mà xem, anh ấy từng nói phải tập luyện 4 năm để chạy được 9 giây. Và đôi khi bạn phải cố gắng rất nhiều để vươn lên mà người ngoài không thấy được điều đó. Eddie Nketiah cũng là một cầu thủ khác xứng đáng nhận được sự khen ngợi khi đã có một trận đấu tích cực. Tiền đạo người Anh tạo ra tương đối nhiều pha bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, Nketiah vẫn chưa có thể có cho mình bàn thắng thứ 3 tại mùa giải mới. Trong cả hai bàn thắng đầu tiên, Eddie Nketiah đều tham gia. Cậu ấy sở hữu tốc độ và sự tự tin, những điều đã mang lại thành quả cho toàn đội. Đó chính là một lời nhắc nhở nữa cho những ai còn nghi ngờ về vị trí của tiền đạo này cho một đội bóng có tham vọng vô địch. Huấn luyện viên Mikel Arteta nhấn mạnh về đóng góp của Eddie. Tương tự, Gabriel Jesus cũng rất nỗ lực trên hàng công của pháo thủ. Thế nhưng, vận may vẫn chưa mỉm cười với cầu thủ người Brazil. 7 vòng đấu đã qua với 5 trận thắng cùng 2 trận hòa, giành 17 điểm, ghi 15 bàn. Arsenal đang đưa ra tuyên bố sẵn sàng trở thành kẻ ngáng đường cho hành trình bảo vệ ngôi vương của Man City. Trong trận đấu cùng giờ, Man Xanh đã bất ngờ ngã ngựa trước Wolverhampton với tỷ số 1-2 trong một ngày mà Haaland tàng hình trên sân. Ở vòng 8 vào ngày 8 tháng 10 sắp tới, Arsenal sẽ có một cuộc đại chiến 6 điểm với Manchester City trên sân Emirates. Liệu rằng thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ tiếp tục làm nên điều kỳ diệu với chuỗi phong độ thăng hoa như hiện tại hay The Citizen mới là kẻ được hưởng niềm vui ra về? Chắc chắn mục tiêu của các nhà đương kim vô địch không gì khác ngoài 3 điểm đồng thời chấm dứt chuỗi bất bại của pháo thủ thành London. Nhưng những đứa trẻ của Arteta mùa này rõ ràng là không dễ bị bắt nạt.